Bản thân vạch trần sự thật chua chát, Mai Phương phải cầm phong bì chụp hình để nhận tiền hỗ trợ. Những ngày gần đây, nữ diễn viên Mai Phương đã nhận được tình cảm vô cùng trân quý từ các anh chị em nghệ sĩ cũng như người hâm mộ. Rất nhiều đồng nghiệp của Mai Phương đã vào bệnh viện thăm hỏi cũng như động viên cô nỗ lực điều trị. Nhiều người cũng gửi tặng ủng hộ Mai Phương về vật chất để cô có kinh phí điều trị bệnh. Ngay sau khi biết tin, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã tới thăm hỏi cũng như kêu gọi gây quỹ giúp đỡ Mai Phương như Ốc Thanh Vân, Kim Chi, Cát Tường, Đức Hải. Thậm chí có một số nghệ sĩ còn tổ chức đêm nhạc hay trận bóng đá giao hữu với mục đích quyên tiền hỗ trợ. Từ những phía bạn bè, đồng nghiệp đã kêu gọi ủng hộ giúp đỡ Mai Phương, câu chuyện ấm áp về tình nghệ sĩ khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Tuy nhiên bên cạnh đó, có nhiều trường hợp cá nhân bên ngoài đã dùng hình ảnh Mai Phương để quảng báo PR hay lợi dụng để câu like. Thì mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Trương Bảo Như, bạn thân của Mai Phương, người đồng hành của cô trong những ngày điều trị đã bức xúc lên tiếng. Sau khi trao tiền, làm màn bắt con nhỏ phải cầm phong bì cho chụp hình để chứng minh tiền đã trao tận tay. Mỗi lần đến đoạn này, thoáng trong đáy mắt đẹp buồn ấy, khựng lại một nhịp nhẹ, rồi lại nheo mắt mỉm cười. Khổ thân, chụp hình con nhỏ thôi thì không sao, mà cứ phải bắt con nhỏ cầm tiền để có cái về báo cáo. Thôi thì đành chịu vậy, cô chia sẻ. Theo Bảo Như, vì có quá nhiều người đến thăm hỏi nên Mai Phương không có thời gian nghỉ ngơi. Trước đó bạn bè cũng đã có thông báo rằng do tình hình sức khỏe của người đẹp không đảm bảo, nên dù nữ diễn viên rất trân quý tấm lòng của mọi người nhưng xin hạn chế tới phòng bệnh quá nhiều. Trước đó, Ốc Thanh Vân cũng mong mọi người nên hạn chế vào thăm Mai Phương để phòng có đủ oxy cho nữ diễn viên và các bệnh nhân khác chữa bệnh. Chia sẻ của Bảo Như nhận được sự ủng hộ của rất đông bạn bè nghệ sĩ. Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, diễn viên Gia Bảo, một người bạn thân của Mai Phương cũng từng chia sẻ rằng nhiều người đang lợi dụng Mai Phương để PR, điều đó khiến những người bạn thân thiết của Mai Phương vô cùng bức xúc. Dù sức khỏe yếu và rất mệt mỏi, Mai Phương vẫn phải cố cười để chụp hình với những người vào thăm mình. Hàng loạt sau việc ủng hộ tiền chữa bệnh cho Mai Phương, riêng người này đã tặng 120 triệu. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Mai Phương là người hiền lành, tận tâm với nghề và giàu nghị lực. Suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên mạnh mẽ làm mẹ đơn thân, chăm sóc con gái nhỏ mà không cần chu cấp từ bố của bé. Khi con gái mới chỉ 5 tuổi, Mai Phương phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hiện bệnh tình của cô rất nặng, đã di căn vào xương. Ngồi trên giường bệnh, Mai Phương vẫn tỉnh táo, có thể trò chuyện khi gặp gỡ mọi người dù sức khỏe yếu. Dù phải chịu những cơn đau hành hạ, nhưng nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan và kiên cường. Trước hoàn cảnh khó khăn của Mai Phương, rất nhiều nghệ sĩ đã kêu gọi giúp đỡ và ủng hộ cô số tiền để chống chọi với bệnh tật. Trong đó, nghệ sĩ Hồng Vân cùng diễn viên Minh Luân đã chuyển tận tay Mai Phương số tiền 120 triệu đồng vào sáng ngày 19 tháng 8. Một số nghệ sĩ thân thiết với Mai Phương như Minh Luân, Đại Nghĩa, người mẫu Lê Trung Cương còn muốn đưa Mai Phương tới Mỹ điều trị. MC Ốc Thanh Vân cũng cho biết đang tìm người nấu ăn chế độ riêng, ngày 3 bữa đem thẳng vào bệnh viện cho Mai Phương. Đồng thời, nữ MC còn muốn lo cho con gái của Mai Phương, cứ còn muốn đón con gái Mai Phương về ở chung để nữ diễn viên có thể an tâm chữa bệnh. Trong một chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, ông Hoàng Nhạc Việt cho biết sẽ gửi 100 triệu giúp Mai Phương chữa bệnh. Không những vậy, anh và nhiều nghệ sĩ sẽ tổ chức đêm nhạc vào ngày 30-31 để hỗ trợ cho Mai Phương. Thêm vào đó, diễn viên Việt Trinh cũng gửi tặng Mai Phương số tiền là 500 đô, khoảng 11,6 triệu đồng. Một số nghệ sĩ và bạn bè ở hải ngoại cũng đã chung tay góp được số tiền lên tới 3.250 đô, khoảng 75,7 triệu đồng để giúp đỡ cho Mai Phương. Ngoài ra, nghệ sĩ Hồng Vân cũng vận động quyên góp từ khán giả để gửi đến Mai Phương thêm hơn 40 triệu đồng. Bạn gái Phùng Ngọc Huy đáp trả cực choáng khi bị cộng đồng mạng ném đá tơi tả vì ủng hộ Mai Phương. Khi được hỏi về mối quan hệ với Phùng Ngọc Huy, đăng kim không phủ nhận hay thừa nhận, do vậy việc mọi người ném đá cô là bất công. Mấy ngày qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bên cạnh sự thương xót với Mai Phương thì không ít người tỏ thái độ tức giận tới người đàn ông được cho là đã bỏ rơi cô và con gái sang Mỹ sinh sống, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Ở giữa tâm điểm của sự chỉ trích, Phùng Ngọc Huy có động thái đóng cửa Facebook. Thế nhưng ca sĩ hải ngoại đăng kim, người được cho là bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy, lại thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nữ ca sĩ này liên tục chia sẻ trên mạng xã hội tâm tư của Phùng Ngọc Huy và cho rằng nam ca sĩ đang rất muốn về thăm Mai Phương và muốn được chăm sóc con gái. Tuy nhiên do một vài lý do nên vẫn chưa về được.
không chỉ chia sẻ về tâm trạng của Phùng Ngọc Huy, đăng Kim còn đứng ra kêu gọi quyên góp và ủng hộ cho Mai Phương. Thế nhưng vẫn có rất nhiều khán giả vào chỉ trích nữ ca sĩ hải ngoại. Quá bức xúc vì điều đó, đăng Kim đã quyết định livestream chia sẻ về vấn đề này. Đầu tiên trong livestream với Đức Tiến, đăng Kim tiết lộ cô đã từng gặp Mai Phương ở Mỹ. Em đã gặp Mai Phương ở Mỹ 3 lần. Lúc ở Việt Nam, em không biết Mai Phương, nhưng khi Mai Phương qua Mỹ em có gặp. Tụi em có ngồi ăn với nhau, có một lần nữa Mai Phương về nhà em chơi. Đối với em, Mai Phương là một người khá là dễ thương, sống nội tâm và rất tình cảm. Em được biết mối tình của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã chia tay nhau 7-8 năm rồi. Nhưng em chỉ mới biết Ngọc Huy hơn 3 năm nay tại Mỹ. Lúc đó Ngọc Hân, cô bạn thân của em đang yêu với Phùng Ngọc Huy và em chơi thân với Ngọc Huy từ đó. Đối với em rất quý Mai Phương nhưng em không thể nào thân được tại vì lúc đó em đang thân với người yêu của Huy. Một là người mới của Huy, một là quá khứ của Huy. Mình không thể kết thân cùng một lúc với hai người đó được, vì vậy mình sẽ vẫn giữ khoảng cách, đăng Kim chia sẻ. Khi được hỏi về mối quan hệ với Phùng Ngọc Huy, đăng Kim không phủ nhận hay thừa nhận. Cô chỉ nói rằng Huy và Mai Phương đã chia tay nhau được 7-8 năm. Trong thời gian đó, nam ca sĩ cũng đã có thêm rất nhiều mối tình khác. Do vậy, việc mọi người ném đá cô là bất công. Trước đó không lâu, ca sĩ đăng Kim, người tình tin đồn của Phùng Ngọc Huy, lên tiếng kêu gọi ủng hộ Mai Phương ở hải ngoại, cũng như cư dân mạng ném đá. Ban đầu, đăng Kim và đồng nghiệp dự định tổ chức một đêm nhạc để quyên góp, nhưng sau đó vì một số lý do đã chuyển thành hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt. Bản thân người tình tin đồn của Phùng Ngọc Huy cũng tự nguyện đóng góp 300 đô để giúp đỡ Mai Phương trong giai đoạn khó khăn này. Đến thăm Mai Phương, Quyền Linh và Minh Hằng đã làm điều này khiến ai cũng xúc động. Minh Hằng cho biết Mai Phương và tất cả mọi người đều rất lạc quan, vui vẻ, không hề có sự than vãn hay bi quan. Vào tối ngày 21 tháng 8, nghệ sĩ Quyền Linh, Minh Hằng và Dương Cẩm Linh đã đến thăm nữ diễn viên Mai Phương và gửi gia đình tiền hỗ trợ mà cả ba đã cùng kêu gọi khán giả và mạnh thường quân chung tay giúp đỡ. Theo lời kể của nam MC, Mai Phương mong muốn được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của mình. Cô ấy đang điều trị theo lộ trình của bác sĩ, nên không thể ứng dụng bất kỳ loại thuốc nào mà mọi người tư vấn. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, nếu bác sĩ cho phép. Tuy nhiên, Mai Phương vẫn rất trân quý những tấm lòng của mọi người dành cho cô ấy, Quyền Linh chia sẻ. Về phía Minh Hằng, nữ diễn viên cho biết dù đang điều trị tại bệnh viện, nhưng Mai Phương rất lạc quan và trấn an ngược tất cả mọi người rằng cô ấy sẽ làm được, sẽ vượt qua số phận. Anh Quyền Linh đọc cho Mai Phương nghe những tin nhắn của khán giả và sự quan tâm của mọi người dành cho Mai Phương. Trong phòng bệnh chỉ có sự động viên, lạc quan và tiếng cười, không hề có sự than vãn hay đầu hàng với số phận. Mai Phương cũng biết ngoài kia còn có nhiều người yêu thương mình nên mạnh mẽ lắm, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi bạn nhỉ, nữ ca sĩ Một Vòng Trái Đất chia sẻ trên trang cá nhân. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Ốc Thanh Vân cùng nhiều nghệ sĩ vào viện thăm Mai Phương và tổ chức bữa sinh nhật nhỏ cho cô con gái 5 tuổi của cô. Việc tổ chức sinh nhật trong bệnh viện là điều không ai muốn. Các nghệ sĩ cũng khá lo lắng, sợ Mai Phương xúc động trước con gái thì càng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Tuy nhiên, tất cả đều rưng lệ khi chứng kiến diễn viên những thiên thần áo trắng lạc quan, thoải mái, nở nụ cười thật tươi bên con gái. Mai Phương cười tươi bên con như chưa hề bị bệnh, Ốc Thanh Vân nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi. Khi Mai Phương được bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối và nhập viện, đồng nghiệp, người hâm mộ cô vô cùng lo lắng, bởi nữ diễn viên còn rất trẻ và hiện đang là trụ cột của gia đình, nuôi bố mẹ già cùng con gái nhỏ 5 tuổi. Là một đồng nghiệp thân thiết với Mai Phương, MC Ốc Thanh Vân chia sẻ cùng người bạn của mình bằng việc hứa sẽ đón bé La Vi về nhà chăm sóc để cho mẹ bé được yên tâm điều trị ung thư. Hiện La Vi vẫn chưa chuyển sang sinh sống cùng gia đình Ốc Thanh Vân vì người thân chưa muốn thay đổi môi trường sống của bé quá đột ngột. Bất cứ lúc nào Phương cần, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Trước khi đón La Vi về, tôi đã thông báo cho các con ở nhà để chuẩn bị tinh thần là mẹ sẽ chăm sóc cho một bé nữa. Các con của tôi rất vui vẻ và chờ đợi, Thanh Vân cho hay. Cập nhật mới nhất về diễn viên Mai Phương, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Vài ngày qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Theo đó, từng hình ảnh diễn biến bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự quan tâm của khán giả khắp nơi. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa đăng tải dòng trạng thái. Sáng nay, có một chị gọi điện nhờ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chuyển thông tin đến Mai Phương rằng có bác sĩ Hảo, khoa ung bướu của bệnh viện Chợ Rẫy, muốn tặng miễn phí thuốc đặc trị ung thư phổi đã di căn cho em. Đây là liệu pháp mới nhất và hiện đại nhất hiện nay. Bác sĩ Hảo nói rằng rất yêu quý Mai Phương và mong muốn giúp đỡ cho em.
Nghe vậy anh vui quá, anh chuyển ngay đến Phương nhé, mong là sẽ giúp ích được cho em. Hiện tại, Mai Phương đã nhập viện được hơn một tuần và đang điều trị tại một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, viện phí cho lần này khá cao mà hoàn cảnh của cô lại khó khăn. Chính lẽ đó, các nghệ sĩ như Hồng Vân, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân và hàng loạt những ngôi sao của làng giải trí đã kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ cho nữ diễn viên để có đủ tiền để chữa trị. Con số này đã lên đến hàng trăm triệu đồng đến từ nhiều người khác nhau. Chẳng những thế, Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều nghệ sĩ khác đã chuẩn bị tổ chức đêm nhạc gây quỹ cho nữ diễn viên. Ngoài ra, dù bận rộn với công việc, nhưng hầu hết ai cũng dành thời gian đến động viên cô. Thậm chí có một số nghệ sĩ không quá thân thiết với Mai Phương cũng ở bên cạnh cô trong giai đoạn khó khăn này. Chính những tình cảm mà mọi người dành cho cô sẽ là một động lực lớn để nữ diễn viên vượt qua căn bệnh quái ác.